Văn Tếu, Thủy Mầu xin gửi lời chào nồng nhiệt từ phim trường Top Entertainment. Trước khi đến với những thông tin mới nhất trong ngày hôm nay, một sẽ thông tin đến quý khán giả về tình hình dịch bệnh trong tuần qua. Tình hình dịch bệnh trong nước hiện đang có dấu hiệu khả quan hơn. Nhiều tâm dịch bắt đầu gỡ lệnh phong tỏa, cách ly xã hội chuyển sang giãn cách xã hội. Một số hoạt động thông thường có thể trở lại bình thường. Tuy nhiên, gần đây vừa ghi nhận một trường hợp xét nghiệm âm tính sau khi tái dương tính. Tính đến hiện tại, số ca mắc nhiễm tại Việt Nam là 1.038 ca, 30 ca tử vong, 663 ca tuyên bố khỏi bệnh. Lại là Tẻo đây, chào mừng mọi người đến với Top Entertainment. Và cũng không quên giới thiệu với mọi người, cái bên Tẻo vẫn là màu su tay là xinh đẹp đây. Tôi tưởng đâu là dành sống tôi luôn rồi, nói đùa cho mọi người thôi. Chào mừng mọi người quay trở lại nha. Thôi được rồi, ai mà dám quên có màu đâu. Lo mà giới thiệu nhân vật chính hôm nay cho mọi người đi nè. Vẫn như những tuần trước, khi những người nổi tiếng ngồi cạnh phụ huynh và được phụ huynh kể tội thì sẽ ra sao đây? Và nhân vật chính hôm nay của chúng ta không ai quá xa lạ. Anh rất hài hước và vui tính khi xuất hiện trên màn ảnh. Đó là nam diễn viên Tico Tiến Công. Ôi dồi ôi, Tico Tiến Công còn xa lạ gì với tôi nữa, mê lắm luôn. Ta nói coi cười đau bụng. Đúng rồi, duyên dáng quá mà. Thôi vào tin luôn nha, giới thiệu cho mọi người về tuổi thơ của Tico nào. Ngày xưa là có bầu công á cô, khó khăn không cô? Có quậy không cô? Không, không có quậy, dễ. Dạ là năm bao nhiêu tuổi cô để lấy chồng vậy cô? 17. Trời ơi, trời đúng cái bài luôn em. Năm 17 tuổi. 17 tuổi bẻ gãy xương trâu mà. Sanh nó có dễ không? Rồi nuôi nó có dễ không? Dạ sanh nó dễ chị. Buổi sáng có cái chị ở xóm, cái chị bị sanh rớt. Hả? Bị đẻ rớt á. Rồi sao cô? Cái bà nội sợ quá, bà nội nói thôi đi khám đi con. Sợ rớt hả cô? Sợ rớt. Sợ rớt. Dạ. Cái rồi đi khám, cái vô cái bác sĩ không cho về. Nói là có dấu sanh không cho về, kêu về lấy đồ qua sanh. Dạ. Về lấy đồ qua xong em sanh rồi. Là sanh dễ lắm hả cô? Là không có đau bụng, em đẻ ra cái bị làm băng đó. À. Cái bà nội sợ quá, bà nội gửi trong phòng nhi á, tới tầng em mới thấy mặt nó, tới hồi dạ. Đi về á, ẩm trên xe em ngồi em sợ quá, nhìn nó thấy ghê quá. Thôi con thấy ghê luôn hả cô? Nó có hai cái chín mà da nó nhăn nheo, nó như ông già mà nó ẹo hoài, nó dặn mình nó ẹo hoài. Ha à, là đã ẹo hoài rồi. Còn mấy cước trâu trên đầu nữa không? Cái rúng lòi ra lớn. Khóc biết lòi rúng hả cô? Dặn người quá. Trời ơi, là nhoi từ nhỏ nhoi rồi. Nhoi từ nhỏ. Đi đâu cũng là bú, ghiền lắm. À. Tới bao nhiêu tuổi mới nghỉ bú cô? 3 tuổi, nhưng mà tới giờ vẫn còn gờ. Ủa cái nhớt gì kỳ vậy con? Là sao vậy con? Anh ơi, cái đó là một cái sự mà gắn kết mẹ con em gắn với nhau. Gắn gì kỳ cục với em? Có nghĩa là con đi quay cái nào cũng vậy, giống như là con ở mẹ lầu 2, con ở lầu 3. Thì mỗi lần con đi quay á, về thì cỡ nào cũng phải vô phòng mẹ. Con gờ một cái xong cũng đi lên phòng của con. Nhiều đó hả? Nói chung là một cái sự thăm hỏi, thấy không? Là như là bấm chuông nha em. Vô thường thường về tao bấm chuông tao vô. Còn em mà không bấm chuông, em mở ra em mở phòng. Em phải về em gờ một cái. Em gờ một cái em chạy lên. Mà cô thấy cái làm sao cô? Có thấy cô ngại không? Lớn rồi còn rờ la. Em cười nó hai Quân ghê quá. Ở nhà đặt tên là Quân cho dễ kêu. Tuổi thơ của Tico, cô có kỷ niệm gì vui không cô? Từ nhỏ lúc mà em học mẫu giáo là em được thi văn nghệ. Thì em nhớ kỹ là lúc đó 4 người. Mà 3 đứa con gái, một mình em trai, 4 đứa. Tôi muốn hát là được tuyển thẳng như thiếu nhi học. Học 2 năm thì mẹ không cho học nữa. Rồi sao nữa cô? Nhà có mà đóng tuồng tích cải lương, có khoác đồ làm tóc giả đồ không cô? Sợ cái lương nó nghe cô, nghe cái cải lương là nó chạy mất tiền. Ủa gì kỳ vậy? Anh biết không? Nó thích ca nhạc. Em thích ca nhạc mà mẹ em hát ru em cải lương từ nhỏ cho tới lớn. Anh biết em bị ám ảnh đó, em gái em bây giờ cũng ám ảnh luôn. Vậy luôn hả em? Là mẹ em cứ hát ru. Đúng rồi. Ru là hát cải lương. Là em chỉ thích ca nhạc em thôi. Em ngủ không được. Em không mà được. Vẫn ru. Giờ ám ảnh tới giờ hả em? Em nhớ là hồi xưa là thời nhỏ là lúc mà em còn nhỏ là mẹ em bán bánh mì. Thời điểm là mẹ bán bánh mì là trưa á, là khoảng tầm 11 giờ là bán xong, là dọn dẹp xe vô, là về nhà bắt đầu nấu cơm cho các em ăn xong lâu rồi. Là ăn cơm xong là chuẩn bị vô ngủ, là mở cái lương lên cho nghe. Trời ơi. Là mở cái lương xong mới là vô ngủ, là mở cái lương để cho ngủ đó. Là bữa nào cúp điện là mẹ em tự hát. Trời ơi, có nghĩa là cuộc đời em gắn bó cái lương, cho nên bị em rất là sợ đúng em không? Em sợ. Nghe lên là tụi nó chạy. Mà nghe nói em đam mê anh Kim Tử Long rồi sao em sợ cứ. Hồi xưa là mê, tại vì hồi xưa là mẹ em thích Kim Tử Long lắm. À cái ép em thích anh Kim Tử Long luôn. Mà ép mà mẹ em hồi xưa là biết gì không anh? Gì? Hồi xưa ở rạp Đại Đồng ở đường Cao Thắng á, là hát cái lương chưa hát cái lương thì mẹ em là chuyên gia dắt em đi cởi cái lương. Là coi xong là dắt vô cánh gà được gặp được nghệ sĩ, là mẹ em là người dắt em đi vô gặp nghệ sĩ. Trời ơi. Mà lúc đó là chú Kim Tử Long nhận em là con nuôi nữa. Trời ơi, vậy đó hả?
Rồi bây giờ gặp chú Kỳ Tử Long rồi có nhớ là ký ức ngày xưa không? Chú Tử Long không nhớ đâu, nhưng mà bây giờ hai người nhìn mặt vẫn giống nha. Ai? Em với chú Kim Tử Long chụp hình chung nha, nhìn mặt hao hao luôn. Ủa vậy cái nào em đi gặp chưa anh Kim Tử Long, em đưa hình cho anh Kim Tử Long coi đó, không? Đó, hồi đó em nói em đi qua chương trình game show cũng nói anh Long hồi xưa là vậy vậy đó. Chú Long nói, ủa vậy hả? Mày không kiếm được cái tấm hình em chụp với chú Kim Tử Long. Ngày xưa mà nghe nói Công rất là thích ca sĩ rồi này nọ cô, nhưng mà có kỷ niệm nào mà giữa Công với ca sĩ đó mà cô nhớ không? Có được chụp hình với Đăng Trường đó. Vậy hả? Đi đâu mà gặp Đăng Trường cô? Không biết trên mực tiếng cái gì đó mà ảnh được chụp hình. Nói là có bằng chứng anh. Giống đó. Trời ơi, ở đâu vậy? Trời ơi. Đây là năm em học lớp 6. Đâu em đâu? Không thấy em đâu. Anh không nhận ra em mà em bận áo sơ mi nè, anh không thấy à? Ôi con bé mắt bụp là em đó hả? Ủa sao khác quá vậy? Đâu em lại đâu? Đây anh. Cô để tóc như Đăng Trường luôn. Em mê Đăng Trường lắm. Sao không được leo lên đây ngồi vậy? Là anh biết là mua báo mực tím này á, chứ không bằng đỏ này á, là cái những khác khán giả mà mua 3 số liên tục gửi lên bốc thăm trúng thưởng thì mới được chụp bìa. Nhưng mà cái bìa này em không hề trúng thưởng. Trong lớp của con thì là có một bạn được trúng cái này. Thì bạn đó là nói là, ê tao được đi đó nha, mày đi chung không? Cái nói, trời ơi cho tao đi á. Tại vì lúc đó em rất là mê Đăng Trường mà em cố tình em mặc đồ đẹp. Em nghĩ trong đầu là lỡ lên trên đó rồi người ta thấy mình mặc đồ đẹp, người ta cho mình vô chụp hình chung sao. Sau đó lên thì người ta cũng không cho chụp anh à. Sao vậy? Em? Người ta đủ số lượng người cái tên ta mới cho vô. Nhưng mà em địa trong danh sách đó có một bạn không tới. Không tới anh. Sao con biết là bạn đó không tới? Tại vì lúc đó điểm danh không có cô. Hay mà quá. Vô chụp rồi mà bạn nó không tới. Cái em thấy cái tên nó không có tên bạn đó. Hay bạn quá. Không tới. Cái trong đầu em lóe ra. Em nói là dạ con tên đó đó. Chết cha. Trời em tự bịa ra luôn hả em? Trời ơi dễ sợ. Ngang dễ sợ không chị? Ôi vậy hả? Thôi vô chụp đi con. Rồi sau đó em được lên bìa. Trời ơi dễ sợ. Khoan, còn người ta có phát hiện ra không phải là con không? Dạ không, tại vì cái người đó người ta không tới. Người ta không tới chụp, người ta bỏ cái buổi đó. Bộ dòng họ đang cầu, họ đang chụp nửa chừng cái bạn nó vô. Trời ơi, quê. Giờ cái tấm báo này là em năm lớp 6 em rất nổi tiếng ở trường. Tại vì trong ở trường em là chưa ai được lên báo. Em được lên bìa đầu tiên năm lớp 6 ở trường em. Mà nhờ ranh mương quá, nhờ ranh mương. Nhờ ranh mương. Ranh mương cho nó mới được chụp hình vậy. Quá trời. Là hồi nhỏ là học được không cô? Hồi cấp 1 thì còn được, lên cấp 2, 3 là thua luôn. Thua luôn. Từ lớp 1, lớp 5 là học sinh giỏi, anh đi thi văn cấp thành phố này nọ. Nhưng mà lên lớp 6 là bắt đầu là dở từ từ. Là dở từ từ. Tại sao? Là đam mê nghệ thuật. Đam mê nghệ thuật. Nó không muốn học nữa. Mà ngày xưa cô Công nó làm biến học á, cô quýnh không cô? Cái vụ gì mà lì quá mà nói hoài không nghe, như phá cái gì á. Cô Sùng cô đánh, lúc đó nó mặt đổ lì lắm. Sao em không nghĩ rằng là con đít đứa nào cũng lì mà là con trai đứa nào cũng vậy, con gái đánh nó cũng xong lì. Lại em khóc không mà. Nhưng mà lúc đó làm như dằn không có được. Nó nói mẹ hồi đó mà có mà Facebook là làm mẹ là bị công an bắt. Hồi đó em nói nếu bây giờ mà mẹ mà họ đánh như em xưa là em quay lên Facebook cho mẹ bị bắt. Trời hai mẹ con thú vị vậy. Không phải em biết tại sao. Hồi nhỏ em bị đánh nhiều lắm, em đánh là em xỉu mấy lần. Hồi xưa con yếu lắm, hồi xưa là con hay bị yếu người, con bị bệnh buổi sáng á, con hay bị bệnh. Thì là sáng mà kêu đi học mà dậy mà nhõng nhẽo là bị đánh. Tại vì nghĩ là làm biếng, chứ không biết là nó bệnh, nghĩ nó là làm biếng. Em vừa bước ra cửa, trước cửa nhà là em xỉu. Xỉu? Là đánh mấy lần xỉu luôn. Không, mấy tuổi con? Con nhớ con học mẫu giáo. Có khi em đánh mà bà chị bà khóc luôn á. Dạy nó viết chữ E mà nó viết chữ L không trời. Anh không có khiếu học rồi nhỏ. Trời cái chữ cái mà chữ E mà sao em nghĩ chữ L vậy em? Em không biết. Ví dụ chữ E mà mình viết lộn chữ E. Nó nà ná nhau. Chữ L hoài. Mà chữ E mà sao ra chữ L hay vậy? Tại em khó tên em nóng tánh nữa. Cái chữ E chữ L thật ra nó giống nhau. Mà kêu cái sữa cầm cái tay sữa bốn tay ra cũng bị chàng vậy. Cái này nó cái thấp còn cái này nó cao thôi. Cái là lỗi của mình. Trời tôi nãy giờ tôi ngồi đây mà tôi cũng giận người này. Em không có khiếu học. Cũng giận người này. Người này nóng tánh quá. Cô ngày xưa mà khi mà đẻ Công rồi bao nhiêu năm sau mới đẻ em bé gái cô? Con Giáp đúng luôn. Con Giáp 12 năm. Rồi khi mà đẻ em bé ra Công sợ ra rìa có nói gì không cô? Khóc. Khóc hả cô? Ra đường người ta ghẹo quá, lúc đó chưa sanh cái về khóc nói cú phò nói mốt mày đẻ em ra. Cú phò là bà cô. Em người Hoa. Nên gọi là cú phò là bà cô. Mẹ thương em mà cũng thương con, đứa nào cũng là con nên ai mẹ cũng thương đó. Để cú phò ghẹo con thôi. Mình đang được vậy tự nhiên khi mà đẻ em gái mình ra thì mình sẽ không còn gì hết. Không ai thương mình hết. Cái mình bị như vậy cái mình em ghét em. Hồi xưa nhưng mà khi mà đẻ ra em rất là thương em. Bình thường đã đánh rồi. Mà đẻ em gái mình chưa nghĩ trong đầu đúng không? Bình thường mẹ đã đánh giả mang vậy rồi, cột xe rồi. Mà đẻ em gái ra nữa trời đánh chịu gì nổi. Không, đẻ ra không có đánh anh. Không đánh hả? Đẻ ra đánh em rồi. Nhưng mà tới lúc rồi nó học cấp 3 rồi là có còn bị đòn nữa không? Rồi hai mẹ con có hay mâu thuẫn với không nhau? Không bị đòn nhưng mà em hay giận lắm. Giận? Không, mẹ nhớ lộn rồi, năm lớp 10 còn bị đánh. Là hôm đó mẹ em đi siêu thị. Mẹ em nói là ở nhà nha, mẹ đi mua bánh pizza gì cho con ăn nhưng mà con nhớ rửa đống chén. Cô hay bắt nó làm lắm. Tập cho nó làm rửa chén như ăn xong là phải cô. Nhưng mẹ mà nấu xong cũng... là phải nhưng mà người ta con trai mà tại sao lại bắt làm những cái chuyện mà vậy mà bây giờ tới giờ vẫn vậy
Hả? Cái gì bây giờ vậy? Con vẫn là người làm những cái đó. Ủa mà con rất là kỹ, giống như là bây giờ đến bây giờ những cái chuyện chăm chút nhà cửa lau nhà là con là người lau hết. Phòng ốc con rất là sạch sẽ và gọn gàng. Hay quá, bữa đồ rảnh của nhà anh dọn phụ ơi. Nhà anh hơi bự như Lâm nha. Thì mẹ đánh con là một cái chuyện như vậy nè. Mẹ về tới nhà rồi, con đang ngồi thì mẹ đưa bánh pizza con ăn. Thì con đang ăn thì mẹ hỏi là: "Ủa Quân, con lau nhà cho mẹ chưa?" "Chưa." "Chưa mẹ." "Cái mẹ em bị nóng á." "Đang nóng lắm." "Ủa mà thái độ chưa mẹ luôn đó hả?" "Không, em đang ăn gì nè." "Dạ chưa mẹ, con đang ăn mà anh đang chưa, đang bận ăn mà anh lại cái miếng ăn là miếng tồi tàn, em ăn lại em không quên cả đời mà." Cái mẹ em vòng đầu em bưng. "Vòng đầu không?" "Thì đang đứng mà, tại vì em đang ngồi mẹ em đang đứng cái mẹ như vậy nè." "Ừ ừ." "Mới là ký đầu xuống cái thì mẹ em vừa tính lấy cây rồi, mẹ em lấy cây mà em tính đánh em thì em bẻ cây một cái bát." Mẹ em diễn nét buồn liền á. "Trời, đường buồn hả con? Sao sao vụ đó sao con? Lúc lúc mẹ cây rồi cái tâm lý cô giận luôn, tháng không nói chuyện." "Nhưng mà anh phải nghe câu mẹ em thoại gì nè." "Sao thoại sao?" "Tao nuôi mày biết bao nhiêu năm chưa? Đến à, là chính trực đi luôn hả?" "Ừ anh, vô tâm lý liền." "Những cái lương mà có lương chồng không?" "Có." "Là ổn quá chị, là không chịu." "Tao nuôi mày biết bao nhiêu năm trời mà đến bây giờ lớn tao đánh mày, mày bẻ gãy cây." "Trời ơi." "Hai mẹ con mỗi người một phòng, không nói chuyện." "Mỗi người một nơi?" "Tại vì em hồi xưa là em ở phòng trước, mẹ ở phòng sau, là hai người không nói chuyện nhau luôn. Mẹ giận nhưng mà sáng á thì vẫn viết cái tờ giấy là để tiền cử với lại đồ ăn sáng cho em." "Mà dẫn một tháng luôn á anh." "Hay gì trời, mẹ con ở chung nhà dẫn tháng là hay lắm luôn á." "Cái này nó viết thơ." "Viết thơ?" "Viết thơ xin lỗi mẹ." "Tưởng em chưa đọc, nó vô trong tủ lạnh, nó dán trong tủ lạnh, em cũng không mở xuống luôn. Cái bữa đó chạy vô ôm mẹ, nói mẹ cho con xin lỗi đi, khóc." "Lúc đó cô có tha thứ không cô?" "Có, lúc tha thứ là lúc đọc rồi, nhưng mà phải làm cứng vậy." "Mẹ em hay giận lắm anh. Ở chút xíu giận, mở xíu giận à." "Giận và thoại." "Từ lúc đó, từ lúc mà em bẻ cây là em không bị đánh nữa. Em biết em bẻ cây từ hồi sớm rồi." "Đúng rồi." "Sao cô, tại rồi. Sao cái trận đó là họ không quýnh nữa là sao cô? Là biết công lớn rồi hay sao?" "Bắt đầu nói chung là em cũng đi chùa đỡ, cái cũng em cũng thấy tánh em nóng. Nhiều khi em đánh nó xong rồi mình thấy, ôi xong lúc đó mình đánh con mình dữ vậy. Thật sự là em thấy em nóng lắm luôn." "Nhưng mà đánh xong lại khóc." "Đánh xong rồi tự ngồi khóc." "Dạ." "Năm em học lớp 12 xong thì lúc đó em quyết định em đi trường sân khấu. Nhưng mà năm đó em rớt." "Năm mấy?" "Năm 2009." "Vậy là chúng ta vô chung khóa đó." "Lúc em đã biết Lâm từ thời đó rồi." "Ừ, anh cũng rớt luôn nha em." "Sau đó 2010 em mới..." Anh cũng 10 luôn đó." "Và em cũng rớt tiếp." "Wow." "Nhưng mà lúc đó em lại đăng ký học một cái lớp riêng, dạy riêng cũng y chang trong trường mình luôn. Nhưng mà thầy Hòa An lại dạy dạy 1 năm rưỡi. Cái năm mà em, năm đầu tiên em thi trường sân khấu là em rớt. Nhưng mà em lại đậu một trường thiết kế thời trang. Nhưng mà con lại bỏ. Học trong trường 2 năm xong em không làm được nghề. Rồi không có ngoại hình nữa. Cái em bị tự ti với bản thân. Đúng không? Nó cũng đẹp mà." "Trời ơi, con như vậy mà cũng không có ngoại hình nha mẹ." "Sao vậy?" "Tụi con mới tút lên đó. Ngày xưa đó mẹ thấy tụi con bây giờ là mới tút lên đó. Nói chung hồi xưa con ốm. Xong cái nói chung là nó là không ngoại hình này nọ. Cái con bị mất tự tin cho bản thân. Cái con cũng về nói với mẹ con nói là con không biết là như thế nào. Cái mẹ nói là không, vậy là năm nay con 22 tuổi rồi. Con phải kiếm gì kiếm ra tiền, chứ mẹ không nuôi con nữa. Thì lúc đó con mới quyết định là con đi học thêm nghề make up. Và con đi bán mỹ phẩm. Lúc đó em đi bán mỹ phẩm ở trong mấy cái mall đó. Mấy trung tâm mua sắm, đứng bán mỹ phẩm. Thì đó là công việc đầu tiên em đi làm, là đi trang điểm cô dâu và đi bán mỹ phẩm. Thì vô tình khi mà em, cái dịp em bán mỹ phẩm thì em lại gặp Bảo. Thấy em ok quá, kêu vô nhóm đi. Hồi xưa giờ em chưa đóng giả gái. Khi mà em clip đóng đầu tiên giả gái em rất là sợ, em giấu mẹ. Tại mẹ không thích em đóng giả gái. Cái cảm xúc cô mà khi công giả gái làm sao cô? Cô không thích. Mẹ không có thích. Có la không cô? La. Mẹ em không cho em đóng đó. Nói mẹ không có thích con đóng vậy nha. Nó nói trời mẹ, chứ mẹ thấy chú Hoành Linh đồ người ta cũng giả gái rồi, có gì đâu, cái này người ta diễn thôi mà mẹ. Nó nói sao mẹ không thích con diễn vậy. Hồi nhỏ chắc tự bị ba mẹ đánh lắm nè. Nhìn á, trời ơi, lì quá trời lì luôn nha. Trời ơi coi kìa, nhìn mặt tôi vậy thôi chứ tôi hiền dữ lắm hiền. Luôn nghe lời ba mẹ chứ không có hư đâu nha. Không biết mọi người tin không chứ tôi là tôi tin lắm luôn. Xì, không bao giờ thấy người ta trưởng thành đẹp trai thế này cơ mà. Thôi thôi, được rồi, tiếp tục giới thiệu đến mọi người về Tico nha. Tico đã trưởng thành lên nhờ sự nghiêm khắc của mẹ đó. Đầu chữ nhỏ không cho nhỏ và gái gì mua đầm. Tại sao mẹ em là người biết bán quần áo mà. Đi lấy ra đi vô đi chợ lấy đồ sỉ cái. Phụ Quân, mẹ thấy cái này đầm này được, để mẹ chụp hình mẹ gửi con ơi, được không? Lên mua đi diễn. Tại vì mua rẻ là mẹ em là người mình lấy sỉ. Sợ nó đi mua mắt. Con được mọi người biết đến từ khi con tham gia nhóm BBBG. Đây, nhóm của con. Là cái nhóm. Rồi khi mà cô biết trong cái chỗ có nhà đó kìa. Đúng rồi, thì nhà trong nhóm em mà. Trong khi đó mà cô thấy nhóm nổi tiếng như vậy, cảm xúc luôn hạnh phúc cô. Quá hạnh phúc. Có khi nào mà thấy những cái bình luận trên Facebook á, thường thường nghệ sĩ thường thường có những cái mà khi mà comment,
đó cái tánh cũng còn nít lắm, cũng như ai mà nói động tới cái chửi lại mình đúng rồi đó. Anh biết mình anh cũng vậy em, nhưng mà mẹ em thì là không cho. Không cho mẹ em là người đọc từng comment của con trên Facebook luôn. Trời ơi sao hay vậy, rồi sao vô đọc từng comment rồi góp ý cho em à? Góp ý cho em cái nào mà ví dụ cô nói, ví dụ cái nào con cảm thấy người ta nói mà con không thích thì con đừng trả lời. Tâm lý mà khi mà mẹ góp ý thì mình khó chịu đúng không? Dạ không, em không, em với mẹ em thì không bao giờ khó chịu gì, mẹ nói gì là em nghe. Mới lần đầu nó ghét nó chặn Facebook em luôn á. Đó sao vậy? Tại vì con cảm thấy là giống như bị mẹ kèm riêng tư, tại vì có nghĩa là đến bây giờ con cái vẫn không có thể nào cho ba mẹ biết Facebook được. Em gái em đến bây giờ cũng không cho mẹ em và gia đình em biết Facebook nha, chặn hết gia đình em nha, đến bây giờ vẫn không thể biết. Nhưng mà em cảm thấy là cái việc mà hồi xưa em không cho mẹ em biết Facebook á, đến bây giờ em cho mẹ em thấy thoải mái lắm. Có nghĩa là cái gì em up lên Facebook mẹ em cũng coi, và em kêu mẹ mà em bắt là khi có mẹ phải vô like nha, mẹ nó phải người like của em nữa và comment này nọ đi tăng tương tác, hiểu không? Một like của mẹ cũng tăng tương tác. Dạ đúng rồi, em bắt mẹ em chia sẻ Facebook mẹ em nữa. Rồi cái vấn đề mà nhóm mà khi mà nổi tiếng là rất là nhiều niềm vui, nhưng mà bên cạnh đó khi mà buổi tiệc nào cũng tàn đúng không Công? Cái một thời gian thì nghe nó nhóm tan rã, thì lúc đó cảm xúc của Công như thế nào và lúc đó mẹ an ủi Công ra sao? Buồn lắm luôn, mà lúc còn cô còn biết buồn hơn. Ai kể cô nghe là nhóm tan rã? Nói chung là cái gì nó cũng nói cô nghe. Về kể cho cô nghe. Xong rồi lúc đó cảm xúc của Công là sao cô? Thì giống như bị hụt hẳn vậy, tại vì nguyên đám mà chị đi chung mà giờ tự nhiên mình lẻ loi, mình nó cảm giác giống như là hụt hẳn, nó tội nghiệp lắm. Dạ. Cái cô cũng giải thích thôi con. Mà ông về ông có ăn uống bình thường cô hay là buồn bã rầu cô không đơn? Buồn buồn chắc cũng ăn rồi con. Buồn buồn cũng ăn? Cũng ăn. Ai dạ. Nó buồn ăn được chứ em nói bình thường buồn có ăn gấp đôi. Con ăn để con ăn bớt lại mẹ đi. Nhưng mà cô biết không, mẹ con bắt con ăn bớt lại nhưng mà mẹ con lại nấu đồ ăn và đi đâu cũng mua đồ ăn về cho con và chừa ra con rất nhiều. Cứ vậy nè. Mập lắm rồi, con đừng ăn nữa, mẹ thấy bữa nay mập lắm nha, đừng mập, bữa nay xấu rồi nha. À mẹ có nấu cơm mẹ chừa để dưới đi đâu có mua đồ ăn cho em. Hèn chi nhỏ tập quá tập, PT mướn tháng mấy chục triệu, xuống không nổi. Rồi sao cô? Thì con mới nói, con thấy ông nhóm nào cũng vậy. Đúng. Tất cả các nhóm đâu có ai mà đi suốt đời chung với nhau được đâu. Cũng có một thời gian thôi là rã hết, tự gì trong gia đình bao nhiêu người thì bao nhiêu ý, còn nhóm cũng vậy, mỗi người mới ý không thể nào mà hòa hợp được hết. Nên cái chuyện tan rã là cái sớm hay muộn thôi. Cũng như là giờ con cứ đừng buồn, con gắng cố gắng lên đi. Nhớ lại ngày trước biết đến Tico qua nhóm BBBG, nhóm hài mà tao nói sáng tạo không chế đâu được, cười đúng cái hàm luôn. Nói đến đây lại buồn, Tico buồn ơi là buồn luôn khi mà nhóm rã đó nha. Chỉ như thế là phải buồn rồi, gắn kết với nhau như anh em trong nhà. Thế mà để vượt qua được cũng nhờ mẹ đã khuyên răn rất nhiều á. Cho em tiền nữa anh. Vậy hả? Cái mẹ ngủ sao mẹ thấy em buồn quá, mẹ em cho em tiền đi mua cáo vét. Dắt đi mua vét cho đỡ buồn. Cho đỡ buồn. À mua. Mẹ em sắm đồ là em sẽ hết buồn. Em giống như mẹ mà, mẹ em thích sắm đồ là em cũng thích sắm đồ. Trời ơi thương vậy trời. Là hết buồn, dắt đi sắm đồ hết buồn. Bà mẹ cưng quá ha. Bà mẹ có điều kiện nha em. Trời ơi. Anh ơi cái đó là hiếm lắm mới cho hiếm tiền á, chứ bình thường mẹ không có cho tiền đâu. Nhưng cái lúc mà nó buồn nhất thì là mình cũng buồn nhất. Rồi nó buồn ít chứ mình buồn nhiều hơn. Mình buồn nhiều á. Tại vì thường ngày cái nó cứ lăn xăng vô em mà bữa nào mà nó im luôn là biết nó có chuyện buồn, với là cái mặt nó không có ca hát. Rồi có bao giờ nó cao hoài. Có bao giờ rớt nước mắt gì nó không? Cái nỗi buồn của mình là bởi vì là mình phải khóc quá thương hoài, em ngủ không được cũng gì nó. Thấy mấy đứa kia hát là không coi luôn, tại vì coi cứ bắt đầu suy nghĩ tới nó, cứ bắt đầu buồn khóc. Mình đợi không có ai mới khóc. Về vô phòng khóc luôn, tự nhiên khóc riết vậy luôn. Trời mẹ em dễ khóc lắm anh, giống như mẹ em đang ngồi hát cải lương một cái bài gì đó thôi mẹ cũng sẽ khóc vậy đó hả? Xúc động. Trời ơi dễ thương chỉ quá ha. Mẹ em dễ cảm động lắm, tức là một cái người rất là đa cảm, mà một cái người cái đó là cái cảm xúc quá nhiều. Cái mình nổi giận là mình không kìm được cảm xúc, mà cảm xúc mình quá nhiều mình không kìm được. Bây giờ mình mới phát hiện ra vì quá thương con. Bây giờ ngồi đây hồi nãy thì hơi giận bạn, nhưng mà bây giờ ngồi cái thấm dần thì mình nghĩ là hồi đó mình có cái tâm lý đó. Mình đánh con là bởi vì mình muốn nó phải hoàn thiện, mình đúng muốn nó đấy. Phải hoàn chỉnh, mình muốn nó là không được quyền sai sót. Trong khi đó mình nóng vội. Dạ đúng rồi. Mình không kìm được. Khi mà mình thấy mẹ đánh mình thấy cảm thấy khó chịu, nhưng mà khi mẹ nói là tại vì mẹ muốn con hoàn hảo nên mẹ mới đánh con như vậy, nên bây giờ em rất là thương mẹ em. Hai mẹ con thì cái tuổi nó cũng cái là nó cũng không nghĩa là nó cách biệt giống như tại chị em á. Giống như chị mẹ em con nói mà mẹ thiện. Con là bạn của con chứ không phải là đúng mẹ rồi. Khi nào có đi quay ai hiểu lầm được làm gì có đó ta chị có rồi hồi đó đi ra đường hay em hay ôm mẹ em á, cái người ta nghĩ là chỗ thằng này cặp mấy bà xồm xồm lấy tiền đi quay á. Em nói gì? Nếu mọi người đã theo dõi đến đây rồi, chắc cũng rất tò mò nhiều điều bí mật của Tico lắm nè. Đã nói là bí mật mà, chắc Tico cũng khó nói lắm. Nhưng qua chương trình này, Tico sẽ được mẹ bật mí hết luôn nha.
kỳ đi quay gì với đầu bếp gì đó, cái hai mẹ con ngồi, cái mấy đứa nhỏ nó ra nó chào chào, cái em cũng muốn tấn thấy mình người lớn chứ nó chào hai mình cũng chào lại. Cái một chút không biết ai đi xuống, cái thằng Công nói à, mẹ em á, cái tự nhiên mấy đứa nó nhìn lên nó cười quá trời, bệnh miệng nó cười nó cô nãy giờ tưởng xin lỗi cô, tưởng bạn của anh Công, trời ơi tưởng lái máy bay, cái em nói nó tưởng mình lái máy bay mà già đó con. Có nào mà ở nhà Công có cái bí mật gì mà chưa bật mí không cô? Ở nhà nãy nhất là như là gọn gàng rồi đó là có rồi đó, nhưng mà có nào ở nhà mà bề bộn hay có cái vấn đề gì mà từ trước giờ khán giả chưa biết về Công cô? Bề bộn là đi quay đó, đi quay đồ dục tùm lum, nhưng mà khi mà ở nhà là dọn sạch sẽ, dọn tối khuya luôn. Vậy? Em bị cái tật không phải anh, em đi quay bề bộn nghĩa là sao, trước khi đi quay em sẽ soạn đồ thì em sẽ bơi đồ ra em quăng trong phòng em đầy hết. Rồi make up, đồ make up quăng đầy, nhưng mà khi giờ quay về em sẽ dọn rất là gọn. Còn đi quay vậy em dục đồ lum la hả? Không, chỉ là cái việc em chuẩn bị đồ đi quay thì em mới kiểu là bề bộn ở phòng em thôi. Chứ đi quay thì mới là gọn gàng. Còn vấn đề gì không cô? Mai giá rồi. Mai giá hả cô? Mai gì giá gì cô? Tức là có năng khiếu về thiêu thùa mai giá hả cô? Đúng rồi. Hồi nhỏ em thấy mẹ mai, cái em mới leo lên cái mai mai. Mỗi lần mẹ em đi là em trốn, em sẽ leo lên cái mai mai em tập mai. Mà em mai được luôn, và đến bây giờ em biết mai luôn, là em không học ai hết, ngoài học mẹ em tự nhìn mẹ em mai biết mai luôn. À là em tự thiết kế đồ cho em luôn hả? Đồ đạc thì em không mai được, nhưng mà em chỉ thích những cái mai, những cái đồ em thích như là ở nhà em, đồ đạc, phòng em là ra giường này nọ là con tự mai hết. Tự mai hết á hả? Dạ, giỏi quá. Là giỏi một phần luôn. Nhờ mẹ khéo tay này nọ, lại một phần là mẹ hết. Dạ. Những cái năm mua dễ thì mượn nó mai được. Cậu dễ gì mai cô? Mai lắm bự của mai đâu nổi. Nếu như các bạn muốn xem đầy đủ câu chuyện thú vị của chàng trai Tico Tiến Công cũng như các nghệ sĩ khác trong chương trình Con Tôi Vô Số Tội thì ngại ngần chi mà không subscribe ngay kênh YouTube MCV Media và nhớ là bấm chiếc chuông nho nhỏ để luôn xem những chương trình giải trí hàng đầu nha. Vậy là đến lúc phải nói lời chào tạm biệt đến khán giả rồi. Hãy nhớ là tuân thủ đúng những quy tắc cộng đồng trong giai đoạn này để bảo vệ sức khỏe của bản thân và mọi người xung quanh nha. 1. Thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng, nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn có ít nhất 60% cồn. 2. Đeo khẩu trang nơi công cộng, phương tiện giao thông, cơ sở y tế. 3. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng, che miệng, mũi khi ho, hắt xì hơi. 4. Tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý và xây dựng lối sống lành mạnh. 5. Vệ sinh thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc. 6. Khi có dấu hiệu sốt, ho, hắt hơi, khó thở, hãy tự cách ly ở nhà, đeo khẩu trang và gọi cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị. 7. Tự cách ly theo dõi sức khỏe, khai báo y tế đầy đủ nếu trở về từ vùng dịch. 8. Thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại tờ khai y tế.vn hoặc ứng dụng nCoVi với địa chỉ nCoVi.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe. 9. Cài đặt ứng dụng Bluezone để đảm bảo nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại www.bluezone.gov.vn. Cả nhà mình nhớ thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo để đảm bảo sức khỏe của bản thân và người xung quanh trong tình hình dịch bệnh đang diễn ra phức tạp nha. Đừng quên đón xem Top Entertainment vào chủ nhật tuần sau cùng với Top Entertainment. Bảo và Màu sẽ quay trở lại và mang đến một nhân vật khác không kém phần thú vị đâu. Xin chào và hẹn gặp lại.